bạn đã bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó hồ ly tinh thực sự tồn tại trong thế giới loài người chưa anh tiểu phu xấu số, số này đã có duyên kiếp vợ chồng với hồ ly tinh cái thậm chí anh và cô ta còn có với nhau một mụn con tưởng rằng ngay tháng sau này cứ thế êm ả trôi qua nhưng ếch chết tại miệng vì anh đã phá vỡ lời hứa của mình cái giá của anh ta phải trả là cả mạng sống này người đàn ông này mắc nhọ vào một hôm chẳng đẹp trời cho lắm ông lấy vào rừng đốn củi chẳng biết thế nào mà đã đánh thức con cáo chín đuôi ngủ quên cả nghìn năm nay với bản năng hung hãn ban đầu nó định ăn thịt ông ta nhưng đột nhiên nó nhớ đến lời nguyền của dòng tộc nhà cáo con cáo nhớ lại ngộ nhỡ người đàn ông này có thể giữ bí mật cho mình 10 năm thì chẳng phải mình có thể biến thành con người rồi sao con cáo hỏi ý kiến của người đàn ông và dĩ nhiên là ông đã chọn cách giữ bí mật cho nó người đàn ông sợ đến mức nhắm nghiền mắt khi mở ra lại chẳng thấy con cáo đâu nữa vài ngày sau như thường lệ anh lại vào rừng đốn củi hôm nay anh đi rất sâu rất sâu đột nhiên bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp cô ấy đẹp như tiên nữ dáng trần mà anh chưa từng thấy ai đẹp thế điều không ai có thể ngờ rằng sau này cô ấy lại là vợ của anh tiểu phu nhưng khi có được vợ đẹp con ngoan rồi anh ta lại đâm ra đổ đốn, tất cả tiền bạc kiếm được đổ dồn vào rượu chè cờ bạc, sau khi uống say thì lại về nhà đánh đập vợ con, vì chẳng còn cách nào khác người vợ chỉ đành làm việc cùng quẫn. Khi mọi người đã yên giấc nồng cô lẻn ra ngoài ăn cắp đồ mai táng của kẻ đã khuất, dù chồng có làm ra bao nhiêu việc xấu xa chị Cáo vẫn cho rằng anh là người tốt, chắc anh có điều gì đó khó nói nên mới làm thế mà thôi. Chị Cáo đã xin cho anh tiểu phu một cô con gái kháu khỉnh tên là Jeon, và chỉ cần qua ngày hôm nay thôi là chị Cáo có thể trở thành người hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong nhà người chồng nghe thấy tiếng của con cáo nhưng đen đủi thay tiếng kêu đó đã khiến anh tiểu phu nhớ đến truyền thuyết cáo chín đuôi bởi vì là vợ chồng nên anh ta không ngần ngại kể lại cho vợ của mình gương mặt của chị cáo lúc này chan chứa sự tuyệt vọng đôi mắt của người vợ dần chuyển qua màu vàng cặp mắt đen giờ cũng đã đổi màu người tiểu phu sau một hồi thao thao bất tuyệt quay sang nhìn vợ mình thì hết hồn chim én chẳng phải là ông đã nói mình sẽ giữ lời hứa sao chỉ còn một ngày nữa là đủ 10 năm sao không đợi đến ngày mai hãy nói giờ phải làm sao đây tâm nguyện của tôi đã sắp hoàn thành rồi sao ông lại phá vỡ nó chị cáo dần dần lộ nguyên hình lộ ra đuôi cáo của mình chính vì sự bất tín của anh chàng tiêu phu mà chị cáo và con gái mãi mãi không trở thành con người được như dự tính ban đầu chị cáo sẽ ra tay với người đàn ông vì sự thất hứa nhưng chó mèo sống với nhau lâu còn có tình cảm chị cáo nể tình nghĩa vợ chồng nên đã tha thứ cho người đàn ông chị cáo định sẽ đi một mình còn bỏ con gái ở lại nhưng đột nhiên cô bé tỉnh lại rồi đi theo mẹ mình bằng đôi mắt đỏ rực người đàn ông lấy lại tinh thần đuổi theo vợ con của mình thì đã không thấy họ đâu nữa Zeon đã đuổi kịp mẹ mình chị cáo ôm con gái bé nhỏ vào lòng. Con gái à kiên nhẫn đợi mẹ thêm 3 tháng nữa thôi mẹ sẽ quay lại đón con mà. Bất chợt có một bóng đen lướt thật nhanh qua rừng che theo sau đó là xuất hiện của ba con hổ đốm. Zeon nhìn thấy cảnh đó sợ quá mà ngất lịm đi chị cáo cũng hiện nguyên hình. Chị cáo hốt hoảng cõng con gái bay vút lên cao. Những con hổ dưới đất liên tục gào rú ầm ĩ móng vuốt của chúng xé toạc các cây tre. Cáo mẹ vẫn cõng con gái trên lưng bay sang ngang con hổ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đột nhiên con gái của chị rơi xuống dưới mẹ cáo nhanh nhảu lao xuống đỡ lấy con gái của mình. Miếng ăn đã đến miệng rồi còn rơi khiến con hổ tức điên, dưới sức mạnh của tình mẫu tử chị cáo cuối cùng đã thoát được móng vuốt của con hổ. Chị cáo cõng con gái trở về nhà cô nói với con gái sau 3 tháng nữa khi con gái đầy 10 tuổi, con có thể hấp thụ tinh hoa của nhà cáo và trở thành một cáo chín đuôi thực sự, lúc đó mẹ sẽ đến đón con đi. Nhưng khi họ trở về nhà hóa ra người cha của cô bé đã qua đời ở nhà, bởi vì không còn ai chăm sóc cho con gái, chị cáo không nhẫn tâm bỏ con mình được, vì vậy chị cáo mang con gái đi đến một nơi xa xôi, họ tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang để tạm trú vì không có tiền chị cáo lại phải tận dụng thời gian đêm khuya vắng vẻ để đến một ngôi mộ của gia đình giàu có lén mở và lấy đi viên ngọc từ trong miệng của xác chết nhưng lần này cô không ngờ lại gặp phải một người săn yêu quái chị cáo hiện nguyên hình một trận chiến sắp bắt đầu hai bên đấu loạn xạ người săn yêu quái không phải đối thủ của chị cáo đã sống hàng nghìn năm bị chị cáo đánh bay bằng một cái tát sau đó người săn yêu quái rút kiếm bay ra và bất ngờ đâm thương chị cáo cả hai cạnh tranh và đồng thời chạy trốn cuối cùng người săn yêu quái bị chị cáo đánh ngã xuống hồ sâu bị thương nặng chị cáo trở về nhà với vết thương nghiêm trọng con gái jeon muốn tìm bác sĩ cho mẹ và định bán viên ngọc trong tay mẹ nhưng bị chị cáo ngăn lại chị cáo nhắc nhở jeon rằng đừng bao giờ nói chuyện về viên ngọc với bất cứ ai nếu không sẽ mang lại tai họa vô hạn vừa nói xong chị cáo ngất đi ngày hôm sau jeon thấy tình trạng thương tích của mẹ càng trở nên nghiêm trọng vì thế bất chấp lời khuyên của mẹ jeon đã lén lấy viên ngọc và đem vào thành phố để bán ai ngờ cô lại gặp một ông chủ xấu xa đã cướp mất viên ngọc từ tay cô may mắn là có hai đứa trẻ quý tộc xuất hiện và giúp jeon lấy lại viên ngọc Tuy nhiên Jeon chẳng bao giờ nghĩ rằng hai đứa trẻ quý tộc này không phải vì lòng tốt mà giúp cô, mà cũng vì họ quan tâm đến viên ngọc. Trong cuộc đấu giành lại viên ngọc, Jeon vô tình đã làm chảy xước mặt của quý tộc nhà họ Park. Ngay sau đó mẹ của chàng trai đã đến không phân biệt đúng sai bà tát Jeon một cái. Đồng thời chị cáo trong tình trạng hôn mê bất ngờ tỉnh lại phát hiện ra con gái mình đã lén lấy viên ngọc và vội vàng đứng dậy lo lắng tìm kiếm khắp các con đường. Tình cờ cô nghe được mọi người đang bàn tán về việc hai phu nhân nhà họ Park đã bắt về nhà một cô bé vì một chuyện nhỏ và rất có thể cô bé này sẽ bị đánh đến chất quý nữ nhà họ Park bị bệnh đậu mùa. Điều này trong thời cổ đại là một căn bệnh không thể chữa trị. Vì vậy phu nhân nhà họ Park đã đem Zeon về như một phương pháp chữa bệnh tuyệt vọng. Lão Park tìm đến một người săn yêu trên núi để tiến hành một phép thuật. Chỉ khi mọi người đều nghĩ rằng cô gái chắc chắn sẽ chất cô ấy lại kỳ diệu mà khỏi bệnh. Tuy nhiên khi cô gái tỉnh lại cô phát hiện ra rằng mình không thể mở mắt. Vì vậy gia đình lão Park một lần nữa đã lên núi để tìm người săn yêu. Nhưng những gì người săn yêu nói đã khiến lão Park rất ngạc nhiên. Người săn yêu thông báo cho lão Park biết rằng Mặc dù ông đã thay đổi số phận con gái của họ chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa, để chữa trị hoàn toàn cô gái cần phải ăn gan của một người khác sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình. Người săn yêu sau đó đưa cho lão Bắc một hộp và lão Bắc về nhà. Ngay lập tức mời tất cả các cô gái cùng tuổi đến nhà mình và phân phát dây thừng trong hộp cho tất cả họ. Người nào có thể giải được dây thừng sẽ là người mà lão Bắc đang tìm kiếm. Đáng tiếc là không có cô gái nào có thể giải được dây thừng. Ngày nay hai phu nhân đột nhiên đưa về một cô gái chính là Jeon con gái lai của chị cáo. Nhị phu nhân không chỉ vu oan Jeon là kẻ trộm mà còn muốn đánh cô gái đến chết may mắn thay chị cáo xuất hiện đúng lúc và lão bắc bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ông lập tức la mắng hai phu nhân của mình mời mẹ và con gái vào nhà và trả lại viên ngọc cho chị cáo chính lúc này quan huyện từ chính quyền đến tìm hóa ra chị cáo đã đào tạc mộ của một gia đình giàu có vào đêm qua và đã lấy viên ngọc tuy nhiên lão bắc không tiết lộ sự hiện diện của mẹ và con chị cáo mà thay vào đó là đuổi quan huyện đi lão bắc bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chị cáo và muốn giữ cô lại trong nhà tuy nhiên chị cáo từ chối lịch sự và đề nghị ra về chính lúc này quý nữ đột nhiên ngất đi lão bắc và chị cáo vội vàng đến và chị cáo có một chút hiểu biết về y học giúp cứu quý nữ ai ngờ chính lúc này quý nữ đột nhiên đứng dậy và mở cặp mắt đã khép kín từ lâu gia đình lão bắc rất phấn khích đóng cửa lại và hỏi con gái làm sao mà bỗng nhiên khỏe lại con gái nói rằng cô ấy cảm nhận như có thứ gì đó đang gọi mình và khi mở mắt ra cô ấy thấy một cô gái đứng trước mặt và cô gái đó chính là con gái của chị cáo lão bắc nghe vậy liền nhớ tới lời của người săn yêu nếu tìm được đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm quý nữ sẽ nhận ra đứa trẻ đó trước vì thế lão bắc vội vàng đến phòng của chị cáo và phát hiện ra chị cáo đã lặng lẽ ra đi và trong phòng còn thấy sợi dây gai đã được tháo ra, vì vậy con gái của chị Cáo chính là người mà lão Bắc đang tìm. Chị Cáo và con gái vừa mới rời khỏi nhà của lão Bắc quan huyện đã nhận được tin tức, ông ta liền ra lệnh cho toàn thành phố đóng cửa tìm kiếm chị Cáo và con gái. Chị Cáo cùng con gái trốn vào núi sâu nhưng quân lính đã sớm chuẩn bị phục kích. Trong lúc trốn chạy con gái bất cẩn ngã và bị thương, vì chị Cáo không muốn con gái biết rằng mẹ cô ấy thực sự không phải là người, nên đã bảo con gái của mình trốn sau một tảng đá, với ý định tự mình thu hút sự chú ý của quân lính đuổi theo chị cáo bay xuống núi với một cú nhảy và chỉ trong vài giây đã leo lên đỉnh núi chị cáo nhìn xuống và thấy quân lính đang đi qua bên cạnh con gái của mình con gái giữ im lặng không dám phát ra tiếng động nhưng vì con gái quá căng thẳng cô ấy không cẩn thận chạm vào chuông và bị phát hiện bởi quân lính trong sự tình huống khẩn cấp này chị cáo lập tức biến hình muốn tấn công nhưng vì con gái cô ấy đã kiềm chế lại cuối cùng chị cáo và con gái của cô ấy bị bắt và đưa về huyện quan quan huyện khi thấy chị cáo không chỉ không có lòng thương yêu mà còn đối xử tàn nhẫn với cô ấy và thậm chí còn đối xử tàn nhẫn với con gái của cô ấy chính trong lúc chị cáo định biến hình để tấn công mọi người lão bắc đã nghe được tin tức và vội vàng đến quan huyện do tình hình xã hội của lão bắc không còn cách nào khác ngoài việc phải thả chị cáo và con gái của cô ấy lão bắc đưa cả hai người về nhà và mời chị cáo giúp chăm sóc con gái của mình với lý do là con gái ông ấy đang bị ốm chị cáo không thể chịu được việc con gái mình cứ phải theo mình đi từ nơi này sang nơi khác vì vậy cô đã đồng ý nhưng cô không hề biết mình đã rơi vào bẫy của lão bắc cô và con gái mình đã chuyển vào nhà của lão bắc và chịu trách nhiệm chăm sóc con gái ốm của họ Tuy nhiên phu nhân không chỉ không biết ơn mà còn ghét cả chị cáo và con gái của cô vì cô quá đẹp. Phu nhân không biết rằng ông chủ lão Bắc thực sự muốn sử dụng lá gan của con gái chị cáo để cứu sống con gái của mình nở. Gây cả hai đứa con trai ngốc của gia đình lão Bắc cũng dám đến bắt nạt Zeon. Thách thức cô bằng cách mở to đôi mắt trước mặt cô. Họ yêu cầu Zeon đi lấy nước đổ đầy cái thùng nước bên cạnh. Nếu không đổ đầy thùng nước Zeon sẽ bị trừng phạt. Vì vậy cô đặt thùng nước lên đầu và lao động một cách vất vả. Một người hầu cơm trong nhà không thể chịu đựng cảnh tượng đó nữa nên đã muốn giúp Zeon anh ta lấy thùng nước từ tay jeon nhưng lại bị cậu con trai thứ hai của lão bắc đang trốn sau thùng nước dùng một tảng đá đập vỡ thùng vì jeon không tuân theo điều kiện đã đặt ra cậu con trai lớn của lão bắc đã không nói một lời nào đổ một chai mực lên đầu jeon và cười nhạo cô sự việc này đã bị lão bắc phát hiện ông ấy đã dùng roi tre đánh mạnh vào cậu con trai lớn cô tiểu thiếp nhìn thấy con trai mình bị đánh liền ném ánh nhìn đầy thù hận về phía chị cáo và con gái của cô lão bắc cảnh cáo hai đứa con trai ngốc của mình không được bắt nạt jeon để bù đắp cho Zeon, ông đã gửi người đến mang theo bút mực giấy và yên á. Tuy nhiên cậu con trai lớn không dám bắt nạt Zeon nữa, nhưng lại chút giận lên người hầu câm đánh anh ta một trận tơi tả. Quý nữ lại thích cậu con trai của quan huyện vì vậy cô đã lén lút viết thư tình cho Chao Ye. Lời tình của cô gái nhỏ đối với công tử giống như dòng sông không ngừng chảy, nhưng cô không biết rằng Chao Ye và con gái của chị cáo Zeon đã gặp nhau trong một đêm lãng mạn với ánh sáng từ đom đóm. Chao Ye đã yêu Zeon từ cái nhìn đầu tiên, khi quý nữ biết chuyện cô đã ghen tị đến phát điên, vì vậy cô đã dẫn theo người hầu đến tìm Zeon không chỉ xé rách bức tranh của Zeon mà còn tát Zeon 5 triệu cái. Điều đáng ghét nhất là quý nữ còn muốn người hầu quăng Zeon xuống giếng. Zeon đã tuyệt vọng cầu xin và gọi mẹ mình. Chị cáo nghe thấy tiếng gọi và ngay lập tức chạy đến. Người hầu câm cũng vội vàng thông báo sự việc này cho lão Bắc. Trước khi họ đến Zeon đã bị quăng xuống giếng. Quý nữ đứng phía trên và cười nhạo một cách tàn nhẫn. Vào lúc này Zeon đã kích hoạt dòng máu của chị cáo trong cơ thể mình. Nhưng khi Zeon nhìn thấy mẹ mình cô đã nhanh chóng trở lại bình thường. Người hầu câm đã nhảy xuống giếng để cứu Zeon lão bắc vì chuyện này mà tức giận không thể nhịn nổi đã dạy dỗ quý nữ một cách khắc nghiệt nhưng cô con gái này đã được nuông chiều từ nhỏ ngay cả khi bị đánh cũng không chịu nhận lỗi thậm chí còn ốm nặng không dậy được lão bắc yêu thương con gái đến mức nghĩ rằng không thể chậm trễ thêm nữa vì vậy trong một đêm gió mưa tố giật ông đã mời chị cáo và con gái đến phòng của mình đây là người đàn ông độc ác nhất mà tôi từng gặp một mặt ông muốn lấy gan của con gái chị cáo để cứu sống con gái mình một mặt khác ông lại thèm khát sắc đẹp của chị cáo và muốn lấy cô làm tình nhân khi chị cáo trở về phòng cô đã ngay lập tức đóng gói đồ và định đưa con gái đi ngay ai ngờ vừa đi tới cửa đã bị phát hiện bởi lão bắc ông này tất nhiên không cho phép mẹ con cô rời đi liền ngăn cản chị cáo thấy cô quyết tâm rời đi lão bắc đã sử dụng chiêu thuật lùi bước để tiến đầu tiên là đồng ý cho mẹ con chị cáo rời đi nhưng có một điều kiện trước khi đi phải chế biến một bát thuốc cho con gái ông chị cáo không có cách nào khác ngoài việc đồng ý ngày hôm sau con gái của chị cáo đã lén lút chạy ra ngoài để hẹn hò với con trai của quan huyện là chao ie hai người đang thong thả dạo bước trên cánh đồng nhưng chính lúc này từ phía xa kia bay tới hàng loạt quả đen, kéo dài như một đám mây đen tấn công về phía họ. Trong lúc tổ thoát con gái của chị cáo bất ngờ ngã nhào còn Chao Ye cũng bị quạ tấn công đến ngất đi. Trong tình huống nguy cấp dòng máu chị cáo trong cô bé đã hoàn toàn bùng nổ. Và buổi tối trời đột nhiên đổ xuống cơn mưa to. Chị cáo và lão Bắc cùng với những người hầu của mình đang lo lắng tìm kiếm con gái cô ở khắp mọi nơi. Trong thời điểm đó con gái của chị cáo đang kéo theo Chao Ye người đã ngất đi và trốn vào một túp lều lá. Ngày hôm sau Chao Ye tỉnh lại và thấy cô bé rất yếu đuối nên đã nhanh chóng đỡ cô bé đứng dậy và đi về phía ngôi nhà của mình khi cả hai người di chuyển chung phát ra âm thanh được nghe thấy bởi chị cáo đang ở cách xa hàng nghìn mét cô liền chạy tới và ôm chặt con gái mình vào lòng lão bắc lúc này đang trong nhà đợi chờ trong tình trạng lo lắng bỗng có người hầu chạy vào báo cáo rằng chị cáo trên đường trở về lại bị quan huyện bắt giữ lão bắc ngay lập tức muốn đi giải cứu chị cáo nhưng lại bị cô con gái chặn đứng lại mặt khác mẹ con chị cáo đang quỳ trên mặt đất và nài nỉ xin tha nhưng quan huyện không hề lay động vẫn định ra lệnh bắt mọi người may mắn thay cho ie và phu nhân của quan huyện đến xin cứu mới khiến quan huyện thả mẹ con chị cáo chị cáo mang theo con gái mình trở về nhà của lão bắc con gái cô bị sốt cao và mê man không tỉnh lão bắc lợi dụng lúc chị cáo lo lắng thậm chí còn tận dụng cơ hội để nắm lấy tay của chị cáo trong lúc đó quý nữ đang đứng bên ngoài cửa thấy tất cả những chuyện này tổn thương và ghen tị đến nỗi phải khóc và rời đi khi đi ngang qua phòng của hai phu nhân cô nghe thấy họ đang bàn luận về một bí thuật trong phòng đương nhiên sau đó họ còn lấy ra một chai máu của cáo chín đuôi chỉ cần cho phụ nữ uống một ít cả người sẽ tỏa ra mùi hôi khiến cho đàn ông phải tránh xa lúc đó quý nữ đột nhiên xông vào quý nữ đuổi người hầu đi và cướp lấy chai máu cáo chín đuôi từ tay người hầu trước khi rời đi cô còn mắng hai phu nhân một câu đồng thời người săn yêu linh cũng đã truy tìm được dấu vết của chị cáo cô con gái này thật độc ác cô đã lén lút đổ máu cáo chín đuôi vào bát canh rồi gọi cô con gái của chị cáo Jeon đến và dụ dỗ cô uống canh không ngờ Jeon sau khi uống máu cáo chín đuôi lại bắt đầu ốm ly bì chị cáo cảm thấy rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao đột nhiên chị cáo phát hiện ra có dấu vết máu trên tay con gái mình và mới đoán ra rằng con gái mình đã uống máu cáo chín đuôi cái này thật là tồi tệ vì đối với những đứa con là nửa người nửa thú như zeon máu cáo chín đuôi giống như là một loại độc dược có thể đe dọa đến tính mạng của cô bất cứ lúc nào chị cáo suy nghĩ một lát và từ miệng cô thổ ra viên đan nội tạng của nhà cáo đã tu luyện hàng nghìn năm nhưng cô đã nhanh chóng thu nó lại vì viên đan nội tạng này đối với zeon lúc này cũng vô ích không lợi lão bác gọi bác sĩ đến chữa trị cho zeon sau khi chẩn đoán bác sĩ phát hiện ra rằng zeon không có dấu hiệu mạch máu của con người kết quả này khiến lão bắc tức giận mắng bác sĩ một trận chỉ có chị cáo ở bên cạnh biết rằng trần đoán của bác sĩ hoàn toàn không sai bởi vì zeon là con của chị cáo và một người đốt củi nên như ngặt mà nói cô không phải là con người mà là một nửa người nửa thú lão bắc và chị cáo đến bên ngoài cửa an ủi chị cáo một chút rồi vội vàng rời đi nhưng khi chị cáo trở về phòng cô phát hiện tình trạng sức khỏe của zeon đột nhiên trở nên tồi tệ để cứu con gái chị cáo không còn cách nào khác ngoài việc phải hiện nguyên hình của mình thổ gia viên đan nội tạng mà cô đã tu luyện hàng nghìn năm và truyền chúng vào cơ thể của zeon không lâu sau Zeon đã tỉnh lại nhưng chị cáo do mất đi nội đan và khí đan sẽ phải yếu đuối trong một thời gian dài chỉ có đợi đến đêm trăng tròn kế tiếp năng lượng của nội đan mới có thể phục hồi chị cáo trong lòng thầm cầu nguyện mong rằng trong thời gian này có thể trải qua một cách bình an tuy nhiên mọi chuyện không như ý muốn người săn quái vật đã đến ngoại ô của gia đình lão bắc Zeon tỉnh dậy và thấy chị cáo yếu đuối nằm ở một bên vì vậy Zeon ra khỏi nhà để lấy nước cho chị cáo lúc này người săn quái vật đang trốn trên cây thấy Zeon đến liền rút ra bột trắng và rắc lên cô Người hầu nghe thấy tiếng động và chạy tới người săn quái vật thấy vậy liền vội vàng bỏ chạy. Tại thời điểm này Jeon vẫn chưa biết rằng khuôn mặt của cô đã trở thành quái vật đầy lông và con ship nữa bị phát hiện bởi ông chủ nhỏ. Khi Jeon đi đến cổng của sân bà chủ cùng với các nữ hầu cũng đã đến cổng. Ngay khi Jeon chuẩn bị mở cánh cổng ra khỏi sân may mắn là chị cáo kịp thời xuất hiện và gọi Jeon lại. Nếu không Jeon chắc chắn sẽ bị coi như quái vật và bị đánh chết. Chị cáo đưa con gái về phòng và nhắc nhở cô đừng bao giờ rời khỏi phòng. Sau đó chị cáo ra ngoài một mình để tìm phương thuốc chữa trị cho con gái nhưng khi chị cáo trở về với gan của con bò tót cô phát hiện zeon lại không còn trong phòng trên sàn nhà còn có một tấm gương bị vỡ chị cáo vội vàng ra ngoài tìm kiếm cuối cùng cô tìm thấy zeon trên cây ở đỉnh núi chị cáo vội vã đưa gan của con bò tót cho zeon và muốn cô ăn nó nhưng điều này lại bị zeon từ chối vì sự thay đổi đột ngột của bản thân khiến cô không thể chấp nhận và cô cảm thấy mình như một quái vật thậm chí còn bắt đầu không tin vào lời của mẹ dù chị cáo khẩn khoản thế nào zeon vẫn không chịu xuống đúng lúc này lão bắc già đột nhiên đến bằng cách cưỡi ngựa chị cáo vội vàng giấu gan bò tót đằng sau cây lão bắc già xuống ngựa và tìm kiếm khắp nơi liên tục gọi tên Zeon chị cáo đứng ở bên lề với khuôn mặt căng thẳng còn Zeon cũng dùng tay đậy vào miệng để không phát ra tiếng động bất ngờ lão bắc già đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trong lúc quá cảm xúc chị cáo tưởng tượng nhảy xuống vực lão bắc già vội vã chạy tới để kéo chị cáo lên nhưng cuối cùng chị cáo vẫn rơi xuống và đập vào ao sâu không ngờ lão bắc già cũng không chút do so dự theo sau nhảy xuống Zeon gào lên tìm kiếm mẹ đột nhiên nhìn thấy gan bò tót bên cạnh lão bắc già ôm chị cáo và đi lên bờ lúc này zeon chạy đến và khóc lóc trong tình trạng hơi mơ hồ chị cáo thấy zeon đã trở lại hình dạng người và yên lòng ngất đi qua sự việc này cuối cùng chị cáo đã được lão bắc già làm cho cảm động và mở lòng lão bắc già nắm bắt cơ hội để cầu hôn một lần nữa và chị cáo sau một hồi do dự đã đồng ý lão bắc già ngay lập tức chuẩn bị lễ cưới đêm tân hôn lão bắc già từ từ mở dây lưng của chị cáo sau đó lão bắt ôm chị cáo vào lòng nhưng ngay lúc đó chị cáo phát hiện đuôi cáo của mình không kiểm soát được đã lòi ra nàng vội vàng đẩy lão bắt chồng mình ra và ẩn đuôi vào trong váy lão bắc chồng mình đang rất háo hức muốn thực hiện đêm tân hôn nhưng chị cáo đã từ chối anh ta với lý do là nàng mới mất chồng chỉ một tháng và đã tái hôn nàng hy vọng sẽ chờ đến sau 49 ngày nữa mới quan hệ với lão bắc lão bắc cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng đồng ý vào dịp lễ trung thu con gái của chị cáo Zeon lén lút ra ngoài để hẹn hò với con trai của gia đình quận lệnh thiếu gia Chao Ye. Hai người ngồi trên sườn đồi và ước nguyện rồi không kiềm chế được đã hôn nhau. Tuy nhiên cảnh tượng này đã bị bắt gặp ngay lúc đi ngang qua bởi đại phu nhân và con gái của mình trong mắt quý nữ có ánh sáng ghen tuông bởi vì nàng đã từ lâu thầm yêu thiếu gia cho y e. đại phu nhân đã ra lệnh bắt zeon trở về trong nhà chị cáo vội vã chạy đến ôm lấy con gái mình và xin đại phu nhân khoan hồng nhưng đại phu nhân đã từ lâu muốn trừng phạt mẹ con chị cáo này làm sao có thể dễ dàng buông tha vì thế đại phu nhân đã ra lệnh cho người hầu kéo chị cáo ra xa và lấy lý do zeon đã làm những việc không biết xấu hổ và làm mất mặt nhà mình trước công chúng định cho người hầu đem một tảng đá đến đập gãy chân cô chỉ thấy người hầu vừa nâng tảng đá lên chuẩn bị đập xuống đột nhiên bị một người đẩy ra người đến chính là lão bắc ông ta tức giận đuổi người hầu đi cho phép chị cáo đưa con gái đi và đã mắng đại phu nhân một trận nhưng không ngờ con gái của đại phu nhân vì người mình thầm yêu bị cướp mà bệnh tình đột ngột nặng thêm lão bắc vội vàng lên núi tìm pháp sư một lần nữa pháp sư hứa sẽ gửi một bài thuốc bí mật trong vài ngày tới ngày hôm đó chị cáo trở về phòng và phát hiện có một bàn đầy thức ăn ngon lành con gái zeon bảo chị cáo rằng đây là thức ăn mà lão bắc gửi đến vì pháp sư đã từng nhắc nhở lão bắc phải chuẩn bị nhiều thức ăn ngon và bổ dưỡng cho người sắp được hiến gan như vậy gan sau này được cho vào miệng của quý nữ sẽ càng ngon hơn. Ai ngờ lão Bắc vừa mới cưới mẹ của Zeon mà vẫn muốn lấy gan của Zeon để quý nữ ăn. Làm sao có người đàn ông độc ác đến như vậy trên đời? Tuy nhiên hành động này lại bị hai phu nhân hiểu lầm tưởng rằng mình đã mất hạnh phúc. Vì thế hai phu nhân đã nảy ra một ý định. Ngày hôm sau lão Bắc và chị cáo ra khỏi nhà để lên núi hái dược liệu. Đại phu nhân ra ngoài để tiễn biệt. Sau khi lão Bắc đi đại phu nhân đột nhiên phát hiện ra một tên hành khất không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh thấy đại phu nhân chú ý đến mình đạo sĩ đã nói một cách bí ẩn rằng có khí tà ma lan tràn trong nhà lão bắc đại phu nhân không tin quay người định đi thấy đại phu nhân không bị lừa người hành khất nhanh chóng nói thêm dâng trong cùng điện này e là có người trẻ tuổi sẽ qua đời đại phu nhân nghe thấy không phải đang nói về con gái của mình sao vì thế đã vội vàng mời đạo sĩ vào trong nhà ông ta nói từ xưa đến nay nếu trong một gia đình có hai đứa trẻ cùng tuổi thì sẽ mang lại tai ương cho gia đình và một trong hai đứa trẻ đó chắc chắn sẽ gặp phải kết cục chốt non nghe xong đại phu nhân trong lòng giật mình vì con gái của chị cáo chính là người cùng tuổi với con gái mình và con gái của mình lại mắc bệnh nặng vì vậy người chết non chắc chắn là con gái của mình. Đạo sĩ tiếp tục nói nếu thực sự như vậy thì mối oan trái giữa họ sẽ mãi mãi không thể giải quyết, trừ khi một trong họ chết đi người còn lại mới có thể sống. Nghe xong đại phu nhân tin tưởng hoàn toàn lời của đạo sĩ, bởi vì cô không thể nghĩ ra hóa ra đạo sĩ này thực sự là do hai phu nhân thuê người già trang, mục đích chính là muốn dùng tay của đại phu nhân để loại bỏ chị cáo và con gái của mình. Trong khi đó chị cáo lại không hề biết con gái mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng lúc này cô đang cùng với lão bắc lên núi hái thuốc đúng lúc đang hái thuốc cô vô tình bị trẹo cổ chân lão bắc băng bó cho chị cáo xong rồi để cô một mình để tiếp tục hái thuốc ai ngờ người săn yêu tinh đột nhiên xuất hiện để không phơi bày mình trước mặt lão bắc chị cáo ngay lập tức quay người chạy trốn trong cuộc rượt đuổi hai người đến một khu rừng chị cáo trước đó đã dùng hết năng lượng của viên ngọc nội đan cứu con gái dẫn đến việc mất hết sức mạnh và bị người săn yêu tinh đánh ngã ngay khi người săn yêu tinh định giết chết chị cáo cô đột nhiên nhìn thấy mặt trăng tròn trên bầu trời và sức mạnh của chín đuôi lập tức phục hồi cô ngay lập tức biến lại thành hình dạng gốc của mình và chỉ trong vài đòn đã đánh người săn yêu tinh đến phải ói máu vừa khi chị cáo muốn giải quyết nguy hiểm một lần và mãi mãi từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng của lão bắc chị cáo vội vã bắt giữ người săn yêu tinh sau đó chị cáo dùng sức mạnh ném người săn yêu tinh ra khỏi khu vực ngay sau đó lão bắc đến và khi chị cáo quay lại cô đã biến trở lại thành con người ở một bên đại phu nhân đã gọi hầu ra đến bảo hắn đưa con gái của chị cáo ra khỏi nhà và sẽ có người giết chết cô bé vì vậy hầu ra dùng lý do mua bút mực để lừa zeon ra khỏi phủ đến phòng vẽ sau đó bỏ lại cô bé một mình và đi mất trong thời gian này một cậu bé do pháp sư cử đến đã đưa một lá thư mật đến phủ lão bắc vì lão bắc không có ở nhà nên lá thư được đưa cho đại phu nhân khi bà đọc lá thư trong phòng bà phát hiện ra đó là cách để giữ con gái của lão bắc an toàn đại phu nhân nghĩ lại về những chuyện trong quá khứ ngay lập tức hiểu được ý định tốt của lão bắc vì vậy bà vội vàng chạy đến phòng của zeon nhưng zeon đã bị hầu ra lừa đi đại phu nhân nhanh chóng chạy ra khỏi phủ nhưng vô tình trượt ngã lá thư mật ngẫu nhiên rơi xuống dưới chân chị cáo người vừa trở về từ việc hái thuốc chị cáo nhặt lên lá thư mật và từ từ mở ra phát hiện hình ảnh của con gái mình trên đó lại đầy chữ trong cảnh dẫn dữ và hoảng loạn chị cáo vội vàng chạy về phòng chỉ để phát hiện con gái mình đã mất tích cô ngay lập tức tìm đến đại phu nhân để đặt câu hỏi đại phu nhân nói dối rằng bức họa đã được truyền vào từ bên ngoài nhưng chị cáo tức giận không tin cô cảnh báo đại phu nhân rằng nếu con gái cô có chuyện gì cô sẽ làm cho đại phu nhân phải chịu trách nhiệm sau đó cô vội vã ra khỏi cửa để tìm kiếm trong thời gian này con gái của chị cáo Zeon đã bị một số người đàn ông lớn bỏ vào túi và đưa đến bờ sông. Sau đó họ đã ném cô vào sông. Zeon trong túi cố gắng đấu tranh mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt đến từng đợt. Dần dần Zeon ngừng đấu tranh tuy nhiên giây phút tiếp theo cô lên mặt nước. Bọn cướp lúc này lại đang cãi nhau vì không chia đều được phần lợi. Zeon lén lút bỏ lên bờ. Lúc này bọn cướp phát hiện ra túi bị rách quay đầu lại và phát hiện Zeon đang đứng phía sau họ. Mấy người cướp vội vàng đuổi theo Zeon. Cô trong loạn tháo chạy vào một căn nhà gỗ. Bọn cướp ở ngoài cố gắng đập cửa chính lúc cửa sổ bị đập vỡ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía ngoài, sau đó một người đàn ông xuất hiện trước mặt Jeon đó chính là người săn yêu. Anh ta nói dối là bạn của chị cáo lừa Jeon đưa anh ta đi tìm chị cáo. Dù có nghi ngờ trong lòng Jeon cũng chỉ có thể dẫn người săn yêu về nhà. Trên đường đi cô liên tục nhìn lại quan sát người đàn ông kỳ lạ và đáng ngờ này muốn xác định danh tính của anh ta. Cho đến khi Jeon phát hiện ra bột màu trắng trong túi của người săn yêu, cô mới biết đây chính là kẻ đã tấn công mình trước đó. Vì vậy cô nhanh chóng tìm cách trốn thoát khi người săn yêu không để ý lẻn vào bụi cây và bỏ đi. Người săn yêu nhận ra có điều không ổn vội vàng tìm kiếm xung quanh và phát hiện jeon đang chạy trốn ở phía xa vội vàng đuổi theo jeon cô chạy vào rừng và nhanh chóng nhảy lên cây người săn yêu đến dưới cây nhìn quanh nhưng không thấy jeon nhưng chính lúc ấy tiếng quạ kêu vang lên từ trên cao người săn yêu theo tiếng đó nhìn lên và chợt nhìn thấy jeon anh ta nhảy lên cây khiến jeon hoảng sợ và mất thăng bằng té xuống đất cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị người săn yêu đe dọa bằng một thanh kiếm đúng lúc người săn yêu chuẩn bị giết jeon lão bắc già đột nhiên xuất hiện và chặn đứng cú đòn sau đó hai người đụng độ lão bắc già bị thương khi không địch lại được người săn yêu người săn yêu không quan tâm nữa đến lão bắc muốn giết Zeon trước lúc quan trọng một người hầu câm xuất hiện cầm trên tay một cây đinh ba chặn lại người săn yêu sau đó dựa vào sức mạnh vật lý người hầu câm đè người săn yêu xuống đất và đánh cho anh ta nôn mửa si rô dâu lúc này tiếng của chị cáo vang lên từ phía xa người săn yêu thấy tình hình không tốt và vội vàng tẩu thoát chị cáo vội vã đến và ôm chặt Zeon vào lòng mặt khác đại phu nhân cũng nhận được thông tin và bắt đầu một kế hoạch độc ác hơn khi chị cáo đưa Zeon trở về bà cũng vội vàng tiến lên hỏi thăm Zeon với khuôn mặt đầy tình cảm bạn có nghĩ rằng sự quan tâm của bà là giả không không bởi chỉ khi zeon trở về an toàn cô mới có thể được dùng như một hiến tế để cứu sống con gái của mình chị cáo đưa con gái về phòng nhìn thấy con gái đầy vết thương lòng như bị cắt đứt đau đớn khô xiết chị cáo tìm đến ông quản gia cầm lên một cây đồng ấm đỏ đe dọa hỏi ông quản gia liệu có phải do đại phu nhân sai khiến anh ta đưa zeon ra khỏi nhà không nhưng quản gia làm sao dám thừa nhận lúc này lão bắc già đột nhiên xuất hiện để giảm bớt sự tức giận của chị cáo anh ta chỉ có thể nói dối rằng mình đã sai quản gia đưa zeon đi mua sắm và từ đó mới dẫn đến sự cố Chị cáo không có bằng chứng nên tạm thời không làm gì được. Khi trở về phòng trong lúc du con gái ngủ sau khi con gái bị hoảng sợ quá mức, bất ngờ phát hiện dưới gối của con gái có một tờ giấy. Chị cáo mở ra và nhìn đó chính là hình vẽ của con gái. Với bằng chứng trong tay chị cáo trực tiếp đến tìm đại phu nhân để đối diện, nhưng đại phu nhân trốn tránh ánh mắt và không dám thừa nhận. Vì vậy chị cáo quay về phòng để đóng gói hành lý muốn đưa con gái đi khỏi đó. Ai ngờ đại phu nhân cũng đi theo và sau đó quỳ trước mặt chị cáo, cầu xin với một yêu cầu vô cùng điên rồ, thậm chí muốn Geon may một bộ quần áo để tang cho con gái mình nghĩa là một tấm liên y trị cáo mặc dù không biết bà ta đang âm mưu cái gì nhưng bản năng đã từ chối kéo theo con gái để đi ra khỏi cửa tuy nhiên họ lại bị đại phu nhân chặn lại đại phu nhân rút ra một con dao và đe dọa lúc này lão bắc xuất hiện và ngăn cản phu nhân chị cáo tận dụng cơ hội để chào tạm biệt với lão bắc sau đó định đưa con gái đi khỏi đây ai ngờ cô bé zeon tốt bụng lại vùng vẫy tay mẹ mình tự ý đồng ý đại phu nhân vội vàng ôm chặt zeon và khóc lóc cảm ơn tuy nhiên trong khoảnh khắc bà ta cúi đầu bà lại lộ ra ánh mắt mỉm cười với âm mưu đã thành công chỉ cần một ngày trước đó đại phu nhân đã cử tiểu thư lên núi để tìm pháp sư và hỏi cách cứu con gái pháp sư cho tiểu thư mang về một lá thư mật pháp sư nói với đại phu nhân rằng vì số phận đã bị phơi bày cuộc sống của con gái bà ta giống như ngọn nến trong gió nếu muốn con gái sống đến lúc có thể ăn gan của zeon phải khi zeon tự may một tấm liên y cho mình chỉ có như vậy khi zeon chất con gái bà ta mới có thể sống vì vậy zeon chắc chắn không bao giờ nghĩ được rằng sự tốt bụng trong phút chốc của mình lại có thể gây hại cho cả mẹ con Cô bạn có tin vào tình yêu không có một cậu bé muốn hái một bông sen trắng tinh khôi để tặng cho cô gái mà cậu yêu thương. Không ngờ chân trực cậu bé lọt xuống nước với tiếng kêu cứu. Cô gái vươn tay ra muốn kéo cậu lên nhưng cậu lại lo cho sự an toàn của cô và to tiếng bảo cô đừng lại gần. Cậu bé trong nước vùng vẫy vật vã cuối cùng khi sắp ngất xỉu thì được cô gái nắm lấy. Tuy nhiên cô gái không có đủ sức để kéo cậu lên. Trong tình huống khẩn cấp răng của cô gái dần dần trở nên sắc nhọn và trong giây phút tiếp theo cô biến thành một quái vật với khuôn mặt đầy lông vàng. Sau khi biến hình sức mạnh của cô tăng lên đáng kể và dễ dàng kéo cậu bé ngất xỉu lên bờ cậu bé ho khan vài tiếng và dần tỉnh lại nhưng khi thấy hình dạng thật của cô gái cậu ta tức thì hoảng sợ và lui về phía sau cô gái mới nhận ra rằng mình đã vô tình lộ nguyên hình cậu bé không thể chấp nhận được hình dạng của cô gái và vì sợ hãi mà bỏ chạy tuy nhiên không lâu trước đó khi cô gái thổ lộ với cậu rằng mình là một quái vật cậu bé lại tuyên bố với cô rằng cậu tin tưởng cô hoàn toàn dù cô gái là người hay quái vật cậu ta vẫn sẽ yêu cô cậu còn phá đôi một mặt dây chuyền ngọc làm bằng đá quý coi đó như là vật kết đôi của hai người nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy trốn cô gái đau đớn đến cùng cực quả thật miệng đàn ông là miệng lừa dối cô gái trở về nhà bà mẹ là chị cáo nhận ra rằng con gái mình đang chìm trong nỗi đau và đoán được cậu ta đã thấy con gái biến hình bà mẹ quyết định để con gái ở nhà tự mình đến bếp lấy một con dao nhọn và quyết định sẽ giết cậu ta bà mẹ lén lút vượt qua bức tường vào nhà cậu ta nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng con gái phía sau con gái đã theo bà đến và dùng dao đe dọa yêu cầu bà mẹ để cậu ta yên và hứa sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ áo choàng tăng lễ rồi cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này mới thôi không giết cậu ta cô con gái trở về nhà và bắt đầu may áo choàng tăng lễ trong đêm sau đó cô gái đã hoàn thành bộ áo choàng tăng lễ và đưa nó cho lão bắc nhìn vào đứa trẻ tốt bụng này lão bắc cảm thấy có lòng từ bi và không nỡ sử dụng gan của cô gái để cứu sống con gái mình anh ta vì thế đã đốt cháy bộ áo choàng trong một đống lửa ngày hôm sau lão bắc cùng với quản gia đi khắp nơi tìm kiếm người khác để thay thế cô gái trong nghi lễ tế thần trên đường trở về họ tình cờ gặp một bác sĩ thần kỳ đã cứu người chỉ bằng một muỗng bột thuốc cứu sống một người đang sắp chết lão bắc vội vàng mời bác sĩ về phủ để chữa bệnh cho con gái mình Bác sĩ sau khi kiểm tra tuyên bố chỉ có nhân sâm đại lý tự ngàn năm mới có thể cứu được. Lão Bắc ngay lập tức chuẩn bị đến đại lý tự để xin thuốc. Tại thời điểm này, chị cáo đột nhiên tìm đến lão Bắc và từ đằng sau ôm chặt anh ta, "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc họ." Sau khi lão Bắc định hình lại chị cáo chuẩn bị đưa con gái đi trong đêm, tuy nhiên chợt có người săn yêu linh xuất hiện một lần nữa, hai người cứ thế mà đánh nhau đến bên bờ sông. Thật khó hiểu tại sao mỗi lần người săn yêu linh đều không thể thắng được chị cáo nhưng vẫn cứ đến làm phiền. Chị cáo một lần nữa dùng một cái tát làm bị thương người săn yêu linh nhưng chính lúc này người săn yêu linh đột nhiên rút ra một tờ giấy phủ từ trong lòng áo đọc lên một câu thần chú và dán vào trên người chị cáo thành công trong việc phong ấn nó sau đó người săn yêu linh nâng chị cáo lên và ném vào hồ vào thời điểm này cô gái nửa người nửa thú mà chị cáo và người đốn củi có được cô bé tên là zeon cũng đang đối diện với tình huống nguy hiểm về tính mạng hôm nay chính là ngày zeon tròn 10 tuổi đồng thời cũng là ngày đại phu nhân chuẩn bị lấy gan của zeon để chữa bệnh cho công chúa đại phu nhân đưa cho zeon một bát nước trái cây để cảm ơn cô đã may áo choàng tăng lễ cho công chúa nhưng khi Zeon đưa bát nước lên môi cô lại do dự không dám uống, bởi vì khả năng ngửi của Zeon thính gấp trăm lần người thường. Cô đã ngửi ra có một mùi kỳ lạ trong nước. Đại phu nhân thấy Zeon không chịu uống liền nhanh chóng thuyết phục cô. Chính lúc Zeon định uống chị cáo được phong ấn dưới đáy hồ, đột nhiên mở mắt và trong lòng gọi tên Zeon. Zeon dường như cảm nhận được trong lòng một cảm giác rung động khiến cô ném bát xuống đất, thoát khỏi một tai nạn đại phu nhân thấy mưu kế không thành, liền bằng cớ đưa Zeon đi tìm chị cáo lừa cô ra khỏi nhà. Nửa đường xeon phát hiện có điều không ổn và định tìm cách trốn thoát nhưng lúc này đại phu nhân đã không còn giả vờ nữa ra lệnh cho hai tiểu thiếp bắt Zeon đi về phía núi của pháp sư khi họ đi qua bên bờ hồ chị cáo ở dưới đáy hồ đang cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào phá được phong ấn chính lúc đó trên trời đột nhiên bay tới hàng loạt quạ tấn công điên cuồng vào đại phu nhân và các tiểu thiếp Zeon nắm lấy cơ hội này để nhanh chóng chạy trốn nhưng không may đã làm rơi chiếc chuông mặt khác lão bắc vừa đến đại lý tự nhưng bị thông báo rằng trên đời này chẳng có thứ nhân xâm vạn năm nào cả lão bắc biết mình đã bị lừa vội vàng trở về nhà nhìn thấy cô con gái đang hấp hối lão bắc cuối cùng cũng quyết định phải lấy gan của zeon để cứu con gái. tuy nhiên lão bắc hoàn toàn không biết zeon đã trốn đi đâu. chính lúc này con trai lớn đột nhiên xuất hiện với vẻ bí ẩn dẫn ông vào phòng đọc sách. không ngờ zeon lại trộm trở lại nhà của lão bắc nghĩ rằng lão bắc sẽ bảo vệ cô. lão bắc an ủi zeon ra ngoài mang thức ăn về cho cô. ngay khi zeon định ăn cũng phát hiện ra một mùi kỳ lạ trong thức ăn. zeon biết lão bắc cũng đang định hại cô nên đã giả vờ khát nước và ra ngoài uống. ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì bị người hầu ngăn lại sau đó làm cho cô bất tỉnh mặt khác đại phu nhân cùng các tiểu thiếp đang tìm kiếm Zeon. một trong các tiểu thiếp đã nhặt được chiếc chuông của Zeon. lúc này một người hầu béo chạy đến thông báo với đại phu nhân rằng Zeon đã bị bắt trước khi đi đại phu nhân đã ra lệnh cho tiểu thiếp ném chiếc chuông vào hồ không ngờ chiếc chuông lại rơi chính xác lên người chị cáo thấy chiếc chuông chị cáo tức thì phá vỡ phong ấn và lội lên mặt nước chị cáo vội vàng trở lại nhà lão bắc dùng dao đặt vào cổ đại phu nhân và đe dọa hỏi về địa chỉ của con gái ai ngờ lúc này nhị phu nhân đột nhiên xông vào và nói sai thông tin để lừa chị cáo rời đi sau khi chị cáo đi nhị phu nhân tự mãn đối với đại phu nhân vì đã làm việc này nhưng lại bị người hầu câm nghe được hắn cũng biết được jeon thực sự đang ở nhà đồ sơn người hầu câm vội vã theo đuổi chị cáo nhưng chị cáo đã đi tàu ra khỏi trong tình huống khẩn cấp người hầu câm thậm chí đã mở miệng để nói gọi lại được chị cáo sau đó hai người cùng nhau tiến về phía nhà đồ sơn còn jeon lúc này đã bị lão bắc đưa đến hang của người săn yêu đặt trên bàn lễ lão bắc chuẩn bị lấy gan của jeon cô bé biết mình khó có cơ hội thoát thân vì vậy đã xin lão bắc chấp nhận một điều ước cuối cùng của mình và cùng lúc đó mẹ cô chị cáo đang lo lắng đi tìm cô khắp nơi cùng với hương thơm hút hồn phát ra từ trên đầu giọng hát của cô bé dần dần ngừng lại và cô ngủ đi lão bắc nhẫn tâm từ từ dơ dao lên định sẽ chém zeon lúc này lão bắc dường như mất hồn bởi vì anh từng yêu mẹ của zeon lúc này người quản gia đưa đến người làm nghiệp tăng lấy gan của zeon và đặt vào hũ sau đó đặt cô vào quan tài và mang đến ngoại ô để chôn cất một cách lén lút lão bắc trong tình trạng hoảng loạn mang theo gan của zeon và vội vã trở về nhà trong đêm tối nhưng anh ta không bao giờ ngờ rằng giữa đường lại gặp chị cáo chị cáo thấy lão bắc đầy máu trên người trong lòng còn ôm một cái hũ chị cáo tiến lên tranh giành cái hũ trong tay lão bắc trong quá trình tranh giành hũ vô tình bị đánh vỡ khi thấy gan trong hũ chị cáo sững sờ không nói nên lời lão bắc vội vàng nhặt lên bọc vào áo và đâm qua chị cáo để tẩu thoát chị cáo tỉnh lại không theo đuổi lão bắc mà chạy lên núi cuối cùng cô cũng tìm thấy con gái của mình ngay trước khi con được đặt vào quan tài khi chị cáo thấy con gái trong quan tài cô trở nên hoàn toàn điên đảo người làm nghiệp tang đưa lên cái quốc định sát hại chị cáo nhưng bị người hầu câm chặn lại Chị cáo không thể đối diện với hiện thực trước mắt vì vậy cô đã biểu lộ hình dạng thực sự của mình. Cản trở người làm nghiệp tang đang cố gắng chạy trốn và đã nhổ ra trái tim của anh ta. Tuy nhiên chị cáo lại tha cho người hầu câm bởi anh là người tốt duy nhất trong số loài người. Sau khi thấy cô biến hình vẫn sẵn lòng giúp đỡ cô, chị cáo cõng xác của con gái chị cáo để lại người hầu câm rồi từ từ rời đi. Cô tìm đến một tảng đá lớn đặt con gái lên đùi nhẹ nhàng gọi tên con. Cô mong ước rằng con gái chỉ là đang ngủ nhưng con của cô không bao giờ thức dậy được nữa. Đúng lúc này đuôi của chị cáo đột nhiên mọc ra cô thở ra viên đan muốn cho con gái nuốt vào nhưng đó hoàn toàn chỉ là một ước vọng viên đan rơi xuống đất khí linh của nó tan biến và chị cáo cũng mất đi sức mạnh pháp lực trở thành người bình thường một bên lão bắc mang theo gan trở lại dinh thự và đưa cho đại phu nhân đại phu nhân sau đó cho con gái của mình ăn gan và lúc này lão bắc lại không tự chủ mà đến nơi chị cáo từng ở đúng lúc này cô gái đã bị sát hại xuất hiện phía sau ông ta lộ diện và sử dụng móng vuốt của mình để sát hại ông ta lão bắc đột nhiên tỉnh dậy hóa ra đó chỉ là một giấc mơ còn về phần con gái sau khi ăn gan của cô con gái đã hoàn toàn khỏi bệnh Chị cáo đang cõng xác con gái trở lại ngôi nhà cỏ mà cô từng sống, và đột nhiên phát hiện trên tường có một bức hình vẽ của chính mình. Cô mới biết được con gái đã từng đến đây. Cô nhớ lại việc trước đây do gặp phải lão Bắc bị thương, mình đã tự tay đưa anh ta đến bên ngoài nhà cỏ nhưng lại bị anh ta dùng lời nói dối để lừa đi và không bước vào nhà. Đó mới là lý do con gái rơi vào tay của lão Bắc thế giới của chị cáo đổ vỡ trong tích tắc. Cô không thể chấp nhận việc mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho con gái. Cô bằng tay không đào ra một hố lớn ôm con gái nằm vào đó. Zeon mẹ sẽ ở bên cạnh con chị cáo tự tay chôn con gái, không thể không đối diện với sự thực rằng con gái đã qua đời. Còn tại dinh thự của lão Bắc mọi người đang tổ chức tiệc lớn để chúc mừng con gái đã hồi phục từ bệnh nặng. Lúc này có một người hầu đang lén lút thảo luận, người hầu lén lút thảo luận rằng con gái của lão Bắc đã khỏi bệnh nhờ ăn gan người, nhưng không ngờ bị quản gia nghe thấy và báo cáo cho chủ nhà. Lão Bắc sau đó buộc người hầu vào một cái ghế đầu tiên là phá vỡ cả hai chân của anh ta, sau đó yêu cầu quản gia mang đến một cây búa nóng chảy đập thẳng vào miệng người hầu, như một cảnh báo cho tất cả mọi người sau đó lão bắc cùng quản gia rời đi dừng lại ở cửa và bảo quản gia phải tìm cách tiêu diệt chị cáo càng sớm càng tốt một mặt khác quan huyện đã phát hiện ra thi thể của người thợ làm quan tài đã bị chị cáo giết và trong tay năm xác chết đã phát hiện ra lông thú họ cũng phát hiện ra một tả quần đầy máu trong quan tài quý ông bên cạnh nhận ra đó là đồ của con gái chị cáo nên quan huyện mang theo tả quần đến nhà lão bắc để điều tra về vị trí của con gái chị cáo lão bắc nói dối rằng chị cáo và con gái cô đã mất tích nhưng ai ngờ chị cáo đột nhiên xuất hiện cô đi đến trước mặt lão bắc chị cáo cầm bình nước và đổ hết lên đầu lão bắc do chị cáo đã mất nội đan và trở thành người bình thường cô chỉ có thể như một người phụ nữ oang oang đánh và mắng lão bắc phu nhân của lão bắc đến và đưa chị cáo vào nhà cất củi nhưng cô được quan huyện mang đi dưới cái cớ điều tra vụ án lão bắc nhìn chị cáo bị đưa đi và bảo quản ra dù bằng cách nào đi nữa cũng phải làm cho người phụ nữ đó không thể nói được nữa nhưng khi lão bắc đuổi theo vào rừng và nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ núi anh ta tự mình ở lại để kiểm tra chị cáo đột nhiên xuất hiện lật đổ lão bắc và xử lý ông ta không ngờ chị cáo đã trốn thoát từ tay các quan chức ngay khi chị cáo chuẩn bị siết chốt lão bắc một tên lính của lão bắc kịp quay lại và bắn chúng chị cáo bằng một mũi tên chị cáo đẩy lão bắc ra và rút mũi tên ra khỏi cơ thể mình chị cáo chạy trốn đến mép vách đá lão bắc theo đuổi và từ từ rút kiếm ra khỏi bao đúng lúc đó chị cáo đột nhiên trở nên mơ màng giống như cô nghe thấy tiếng hát của con gái mình cô chợt nhảy xuống vách đá người phụ nữ này là một cáo chín đuôi ngàn năm nhưng bây giờ cô đã mất trí nhớ cô không chỉ quên mình là một yêu quái mà còn quên rằng lão bắc đang đứng trước mặt cô chính là kẻ thù đã giết con gái cô cô còn đun thuốc cho lão bắc uống Hóa ra một vài ngày trước lão Bắc đi tìm kiếm chị cáo và bị tấn công bởi một con cáo chín đuôi trắng. Khi tỉnh lại ông ta nằm trên giường của chị cáo, lão Bắc không biết chị cáo có âm mưu gì vội vã đứng dậy và rút kiếm bên cạnh. Chị cáo giải thích rằng cô đã mất trí nhớ và quên mất mình là ai, nhưng lão Bắc tất nhiên không thể tin tưởng cô một cách dễ dàng. Ông ta đưa chị cáo đến hiện trường nơi ông đã giết con gái cô và nói với chị cáo con gái của cô đã chết ở đây. Chị cáo rất sốc không thể tin rằng mình lại có một đứa con gái và con gái cô đã mất. Lão Bắc lúc này nói cô ấy bị một con thú dữ tấn công. Chị Cáo ngất đi lão Bắc đưa chị Cáo về nhà gỗ và sau đó muốn ra đi một mình, nhưng bất ngờ chị Cáo tỉnh lại và muốn quyên sinh lão Bắc vội vàng ngăn cản. Bây giờ anh hoàn toàn tin rằng chị Cáo thật sự đã mất trí nhớ, vì vậy anh thừa nhận mình là chồng của chị Cáo. Ngày hôm sau lão Bắc dẫn chị Cáo xuống núi chị Cáo mở bàn tay sau lưng lão Bắc, trên đó là một sâu tiền mà con gái cô đang mang theo khi chết. Lão Bắc dẫn chị Cáo trở lại nhà lão Bắc nhưng bị đại phu nhân phản đối mạnh mẽ, nhưng lão Bắc lại trách mắng phu nhân rất mạnh và cảnh báo bà đừng xen vào chuyện không liên quan. Phu nhân không chịu thua và tìm đến nhị phu nhân để bàn cách xử lý. Họ đã dán đầy các phù chú trừ rủa quý nữ trong phòng của chị cáo, muốn dùng tình yêu của lão Bắc dành cho con gái để đuổi chị cáo đi. Sau đó phu nhân tìm đến lão Bắc nhưng khi họ trở lại phòng mọi thứ đều biến mất. Lão Bắc tức giận rời khỏi phu nhân trở về phòng trong sự hoang mang, nhưng bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt và ngã xuống. Khi nhìn thấy bức tranh của con gái mình đầy máu, phu nhân vội vàng tìm đến lão Bắc và chị cáo, không nói một lời nào mà đánh chị cáo một cái tát, nhưng lão Bắc lại mắng phu nhân thậm tệ, vì chị cáo cả thời gian đều ở bên cạnh ông ta hóa ra người giúp chị cáo từ phía sau chính là anh câm phu nhân không chịu thua và một lần nữa tìm đến chị cáo với mục đích đuổi cô đi vì vậy phu nhân đã tiết lộ sự thật cho chị cáo con gái của cô không phải bị thú giữ giết chết cô ấy đã chết trong tay của lão bắc và thậm chí còn bị xé thành từng mảnh không chỉ thế gan của zeon còn được dùng làm thuốc để chữa trị cho con gái của tôi làm mẹ như cô lại không biết con gái mình đã chết như thế nào lại đi ôm lấy người đàn ông muốn giết con gái mình bà đã đẩy zeon vào tình trạng tuyệt vọng như vậy bà còn có quyền tự xưng làm mẹ không tôi chưa từng thấy phụ nữ nào độc ác như vậy chị cáo đã đau lòng đến mức không thể thở nổi phu nhân nói xong rồi đứng dậy ra đi còn chị cáo dần dần không thể kiểm soát được sự căm ghét trong lòng trở nên ngày càng bạo loạn phu nhân điên loạn này cuối cùng cũng phải đối mặt với hậu quả xứng đáng của mình lúc này cô ấy đã bị trói trên bàn thờ còn con gái của mình thậm chí còn bị nhốt vào trong quan tài chỉ thấy chị cáo từ từ cuối xuống nhìn vào mặt của phu nhân chị cáo nói tôi sẽ trả lại y như vậy cho bà chị cáo quay người chuẩn bị rời đi nhưng lại bị phu nhân gọi lại phu nhân quá tự tin vì lo lắng cho con gái cuối cùng cũng phải mở miệng xin tha tuy nhiên việc sát hại con gái và ăn gan cô ấy làm sao có thể dễ dàng tha thứ chị cáo muốn để phu nhân cũng trải nghiệm cảm giác đau lòng khi mất đi con gái vì vậy chị cáo kéo quan tài từ từ rời đi tối đó chị cáo trở về nhà của lão bắc chuẩn bị một bàn đầy rượu và món ăn ngon muốn cùng lão bắc có một đêm vui vẻ lão bắc nhẹ nhàng ôm chị cáo vào lòng chính lúc này chỉ thấy đôi mắt của chị cáo lóe sáng đưa hai ngón tay vào rượu mau máu trong rượu chớp nhoáng một cái rồi biến mất tiếp theo chị cáo đẩy lão bắc ra đưa rượu cho lão bắc uống lão bắc đặt cốc rượu xuống vừa chuẩn bị nói điều gì đó thì bất tỉnh lúc này trời đang mưa to chị cáo kéo chân của lão bắc dắt ông ta đến một nơi hoang vù và đưa ông ta vào một hố sâu sau đó từ từ chôn vùi ông ta lúc này lão bắc từ từ tỉnh lại nhìn thấy chị cáo và tức thì tỉnh ngay từ giấc mơ hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng chị cáo nói với lão bắc rằng ông chỉ ngủ chưa đến một giờ ở phía khác phu nhân vùng vẫy mạnh mẽ cuối cùng cũng giải thoát được cô vội vàng quay lại nhà của lão bắc khi cô mở cửa phòng thấy lão bắc và chị cáo vừa thức dậy cô như điên lên và vươn tay nắm cổ chị cáo tiếp theo là muốn đưa chị cáo đến tìm con gái lão bắc vội vã ngăn cản phu nhân khóc lóc kể lại những chuyện mình đã trải qua cho lão bắc và nói rằng quý nữ có lẽ đã bị vứt sắc ở nơi hoang vu lão bắc với ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chị cáo sau đó họ cùng nhau đến phòng của quý nữ nhưng thấy quý nữ đang an toàn và đang ăn sáng phu nhân vội vàng ôm chặt quý nữ nhưng quý nữ lại nói rằng cô vừa mới tỉnh dậy và không có chuyện gì xảy ra do đó lão bắc tức giận đưa phu nhân vào phòng phu nhân nâng đôi tay đầy vết thương lên muốn cho lão bắc tin vào mình tuy nhiên lão bắc lại nghĩ rằng đây là hành động tự gây ra của phu nhân chỉ để đuổi đi chị cáo lão bắc không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định ly dị phu nhân đồng thời quý nữ trong sân nhà mình lại thấy được hình ảnh của chị cáo cùng con gái đã mất Zeon không nói một lời nào tiến lên và tát quý nữ một cái sau đó cô ra hiệu cho người hầu câm bên cạnh ôm quý nữ và đặt cô bên bờ giếng rồi đẩy cô xuống quý nữ trong nước vùng vẫy mạnh mẽ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước hoảng loạn hỏi Zeon tại sao lại làm như vậy Zeon cuối cùng đưa ra câu trả lời bởi vì em đã ăn gan của tôi khi lão bắc cứu cô lên cô đã rơi vào tình trạng hôn mê nhưng khi quý nữ tỉnh lại cô dường như đã bị một sự kinh hãi lớn ám ảnh miệng không ngừng kêu tên jeon con gái của chị cáo và còn nói rằng là jeon đã đẩy cô vào giếng tuy nhiên ông hoàng tử thứ hai trong gia đình lão bắc lại nói rằng quý nữ dường như bị quỷ nhập tự mình nhảy vào giếng ở đây sau khi phu nhân đã an ủi quý nữ cô lén lút thương lượng với lão bắc rằng không thể để quý nữ biết rằng cô đã ăn gan của jeon để hồi phục không ngờ quý nữ vừa rời khỏi phòng đã nghe thấy do đó quý nữ đến bếp muốn dùng thức ăn để kiềm chế cảm giác khó chịu và sợ hãi trong lòng mình lúc này phu nhân thấy con gái mình trở nên như vậy vội vàng tiến lên muốn giật cái bát cơm từ tay quý nữ không ngờ quý nữ giơ tay đã tát một cái vào mặt mẹ mình ngay lập tức trên khuôn mặt của phu nhân xuất hiện ba đường vết máu tiếp theo quý nữ cảm thấy người mình ngứa khó chịu đến độ không thể tả cô liên tục gãi ngứa trên cơ thể mình phu nhân muốn cho đám hầu gái đưa quý nữ trở lại nhưng không ngờ quý nữ đẩy hầu gái ra và lao ra ngoài với tiếng hét to cô chạy vào sân và vừa nhìn thấy chị cáo cầu xin chị cáo đừng để gieo ăn quấy rối mình chị cáo lạnh lùng nhìn vào quý nữ trước mặt người đã ăn gan của con gái mình chính lúc này trong đầu quý nữ đột nhiên vang lên tiếng chuông quý nữ đặt hai tay lên đầu la hét và mờ mịt đi một cách không hề biết Quý nữ thậm chí đã đi đến mộ của Jeon, cô thấy quý nữ ngồi xuống và liên tục đào đất. Cuối cùng cô đã đào ra một cái chuông từ trong đất. Ngay khi cô vừa muốn nhặt chuông lên, đột nhiên trời sấm sét, không gian dung chuyển và ngay sau đó quý nữ bất tỉnh. Nhưng khi cô tỉnh lại, cô đã trở thành Jeon, con gái của chị cáo. Jeon cầm theo cái chuông và lén lút trở lại nhà lão Park. Đúng lúc cô đang nhìn quanh, không ngờ phu nhân thứ hai đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi bà ấy nhìn thấy Jeon, bà ấy đã la lớn một tiếng rằng cô tiểu thư đã trở về và chạy đi như vậy. Một mặt khác, chị cáo lén lút cầm một con dao đến phòng của quý nữ muốn giết quý nữ nhưng phát hiện ra không có ai trong phòng. Chị cáo trở về phòng mình nhưng phát hiện quý nữ lại đang trong phòng của mình. Chị cáo từ từ tiến lên vừa dơ dao lên không ngờ quý nữ ngẩng đầu lên và kêu một tiếng mẹ. Hóa ra đó chính là hồn của Zeon đã chiếm lấy cơ thể của quý nữ. Zeon thấy chị cáo không nhận ra mình vì vậy đã nhanh chóng nói mẹ đã từng nói với con phải không? Đâu cần đến đó sẽ đến chị cáo cuối cùng cũng tin rằng quý nữ chính là con của mình. Nhưng ngay khi chị cáo và con gái sắp nhận diện lẫn nhau phu nhân đột nhiên xuất hiện. Khi thấy con gái mình đang ở cùng chị cáo phu nhân không nói gì mà liền tát chị cáo một cái trong tình huống khẩn cấp zeon đột nhiên la lên tại sao lại đánh mẹ tôi tại sao phu nhân thấy điều này và tức giận ra lệnh cho các nữ hầu đưa zeon đi zeon được đưa về phòng cô đấu tranh mạnh mẽ miệng không ngừng kêu mẹ muốn tìm đến chị cáo lão bắc thấy con gái mình không còn nhận ra cả cha lẫn mẹ vội vàng cầm một tấm gương bên cạnh để zeon nhìn xem mình cuối cùng là ai khi zeon thấy mình đã trở thành quý nữ cô sợ hãi đến nỗi đập vỡ tấm gương rồi ngất đi khi zeon tỉnh lại cô đã trở nên bình tĩnh bởi vì cô đã trở thành quý nữ nên chị cáo mới không nhận ra cô ngay từ lúc đầu để khiến phu nhân giảm bớt sự đề phòng zeon nói dối rằng cô cố ý gọi chị cáo là mẹ vì cô muốn đuổi chị cáo đi không ngờ lời nói đó lại bị chị cáo nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ làm cho hy vọng vừa mới nảy lên trong lòng chị cáo tức thì tân vỡ từ đấy lòng bắt đầu mọc lên một cảm giác hận thù điên đảo ngày hôm sau khi zeon lại thấy chị cáo cô ngay lập tức vui vẻ chạy lên muốn nhận diện với chị cáo tuy nhiên chị cáo lại rất lạnh lùng bà yêu cầu zeon đem theo thứ có thể chứng minh danh tính của mình và đến nơi chứa quan tài vào giờ tuất vì vậy zeon trở lại phòng của mình đem theo cái chuông và đến nơi chứa quan tài để chờ chị cáo đồng thời chị cáo cũng mang theo một cái đèn lồng và đi tới tuy nhiên khi chị cáo đi đến cửa phòng bà đột nhiên kẻ một đường lên cửa sau đó liên tục đổ dầu lên ngôi nhà bất chấp tiếng kêu của jeon chị cáo đã dùng nến để đốt cháy ngôi nhà rồi không nhìn lại đã rời đi nhưng khi chị cáo đi được nửa đường bất ngờ nghe thấy tiếng hát của con gái mình kèm theo tiếng chuông chị cáo đột nhiên nhận ra rằng người sắp bị thiêu cháy là con gái thực sự của mình vì vậy chị cáo vội vàng trở lại tức thì hiện ra hình dạng thực của mình phá cửa và đưa jeon đến bờ sông khi jeon tỉnh lại mẹ và con cuối cùng đã nhận ra nhau cả hai người ngay lập tức ôm nhau và khóc nức nở chị cáo quyết định đưa zeon đi xa trong khi đó gia tộc lão bắc đang tìm khắp nơi cho quý cô của họ mẹ con chị cáo bị chặn lại ngay giữa đường trong giây phút quan trọng chị cáo yêu cầu zeon nhắm mắt lại sau đó hiện ra hình dạng thực sự của mình ông zeon bay lên cây trốn thoát khỏi lão bắc và đại phu nhân khi lão bắc đi khỏi chị cáo đưa zeon bay xuống gần gốc cây không ngờ zeon thấy được hình dạng thực sự của mình vì vậy chị cáo không có cách nào khác là phải thú nhận với zeon rằng cả hai thực ra không phải là con người mà là cáo chín đuôi tuy nhiên zeon không có phản ứng phản đối mạnh mẽ nào mà cô đã chấp nhận mọi thứ một cách bình tĩnh bởi vì đối với zeon người phụ nữ đứng trước mắt dù là người hay yêu quái đều là mẹ của mình vì đã có con gái trở lại bên mình chị cáo quyết định đưa zeon rời đi một cách lén lút tuy nhiên khi họ đến bến tàu trong đầu zeon đột nhiên vang lên tiếng của quý cô cản trở zeon và chị cáo khỏi việc rời đi tiếp theo đó zeon đột nhiên ôm đầu và kêu thép vào trong giây lát sau cô bất ngờ ngất đi với khuôn mặt đầy máu khi zeon tỉnh lại chị cáo cho cô biết rằng vì hồn phách của quý cô đã cản trở cơ thể của mình khỏi việc rời đi vì vậy họ phải trở lại nhà của gia đình lão bắc tìm hồn phách của quý cô và đưa nó về âm giới chỉ như vậy zeon mới có thể tiếp tục sử dụng cơ thể của quý cô người phụ nữ này là một cáo chín đuôi đã sống hàng ngàn năm cô hiện ra nanh vuốt cắn vào cổ tay mình và máu tức thì chảy ra cô đổ máu vào bát sau đó đặt kẹo mà quý cô yêu thích vào nước máu mục đích của cô làm như vậy là để tìm thấy hồn phách của quý cô và đưa nó về âm giới cô đặt kẹo có máu vào mép giếng sau đó quay người đi chính lúc này một sự kiện kỳ quái đã xảy ra cánh cửa của sân đối diện đột nhiên tự động mở ra tiếp theo đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những dấu chân màu máu dấu chân từ từ tiến về phía kẹo lúc này con trai ngốc của gia đình lão bắc cũng phát hiện ra kẹo cậu ta vội vàng chạy lại vừa định nhấm kẹo thì đột nhiên thấy một viên kẹo lơ lửng lên lung lay qua lại con trai ngốc lo đau một tiếng rồi ngất đi ngay khi hồn phách của quý cô định rời đi chị cáo kịp xuất hiện gọi lại hồn phách của quý cô sau đó cô mở cuốn họa phát trong tay một lực hút xuất hiện từ không trung hồn phách của quý cô kèm theo tiếng gào thét bay vào bức tranh ngay tại thời điểm sắp hoàn thành một cách xuất sắc một phi tiêu bất ngờ bắn tới trong tích tắc cắt đứt bức họa hồn phách của quý cô nắm bắt cơ hội vội vàng tẩu thoát và biến mất lúc này người săn yêu xuất hiện cả chị cáo lúc này hoàn toàn nổi giận chỉ thấy đôi mắt của nàng phát sáng vàng trong nháy mắt hiện ra hình dáng gốc của cáo chín đuôi tiếp đó cả hai người bắt đầu chiến đấu với nhau con trai ngốc của gia đình lão bắc từ từ tỉnh lại thấy hai người đang chiến đấu bay qua bay lại trước mắt tưởng rằng mình đang bị hoa mắt vội vàng xoa xoa mắt ai ngờ vừa mở mắt ra một khuôn mặt kinh khủng đột nhiên xuất hiện trước mặt con trai ngốc chưa kịp kêu lên đã bị hét lên một tiếng và một lần nữa bất tỉnh chị cáo và người săn yêu chiến đấu suốt đường đến trong rừng với những thủ oán mới và cũ cộng lại làm cho sức chiến đấu của chị cáo tăng lên mạnh mẽ không mấy hiệp đã làm người săn yêu bị thương nặng chị cáo nhìn người săn yêu và nói ngươi thậm chí không bằng súc vật nếu không phải do ngươi xuất hiện nếu không phải ngươi cản trở con đường của ta ta và con gái của ta đã rời khỏi loài người xấu xí và bẩn thỉu này từ lâu rồi vừa mới nói xong chị cáo không do dự nữa một phút đã đâm vào bụng của người săn yêu làm cho người săn yêu hoàn toàn bất tỉnh lúc này phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng nói chị cáo vội vàng quay đầu phát hiện ra người săn yêu không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau mình chị cáo tức giận lao tới một phút đâm vào bụng người săn yêu điều bất ngờ là trước khi bị tấn công người săn yêu đã cười một cách kỳ quái không lâu sau lão bắc dẫn người tới tiến lên kiểm tra xác định người săn yêu đã chết hoàn toàn sau khi lão bắc đi một đám quạ đậu xuống trên khuôn mặt của người săn yêu đột nhiên người săn yêu lại mở mắt đồng tử thậm chí còn là màu trắng kỳ quái người săn yêu đứng dậy từ trên người người săn yêu lấy lên bình rượu ngay sau đó đồng tử của người săn yêu từ từ trở lại bình thường thật là quá buồn cười đại phu nhân vì nghi ngờ con gái mình bị ác linh nhập vào thậm chí đã bảo hầu gái ôm chặt con gái bất chấp tiếng khóc của cô bé liên tục bôi lên người con gái mình một loại chất lỏng màu vàng có mùi hôi thối may mắn thay lão bắc đã kịp thời tới quý nữ vội vã dễ thoát khỏi sự ràng buộc và ôm chặt lão bắc lão bắc nhìn thấy con gái yêu quý của mình trở nên thảm hại đến không chịu nổi lập tức yêu cầu hầu gái đưa con gái đi và còn mắng đại phu nhân một trận tuy nhiên đại phu nhân vẫn không chút quan tâm cô đã lén lút tìm đến người trừ tà để thực hiện phép thuật chỉ thấy người trừ tà nói nhảm nói nhăng và nhảy múa lung tung sau đó rung động cả người giống như trở thành một đứa trẻ tiến lên cầm kẹo và ngồi xuống ăn với vẻ mặt vui vẻ nhưng ăn đến nửa chừng người đó lại bắt đầu kêu mẹ với tiếng ngáy ngủ tình trạng này suýt chút nữa làm tôi nôn mửa cả bữa ăn tối của hôm qua đại phu nhân tưởng rằng linh hồn của con gái đã nhập vào lập tức vuốt ve khuôn mặt của người trừ tà và bắt đầu khóc lớn chính lúc này người trừ ta đột nhiên cầm lên một con dao bảo đại phu nhân rằng linh hồn của con gái chị cáo nằm trong trái tim của thân xác quý nữ chỉ cần vào đêm trăng tròn cầm dao đâm vào trái tim sẽ có thể đuổi đi linh hồn của con gái chị cáo tiếp theo đó người trừ tà có cơn co giật và ngất đi đêm đó đại phu nhân lấy dao ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng quyết định tin vào lời của người trừ tà cô lén lút đến phòng của quý nữ dung dinh đôi tay cầm dao lên với tâm trạng quyết liệt đã đâm xuống với sức mạnh sau đó cô kéo chân ra phát hiện dưới chân là một cái gối đại phu nhân có tâm trạng mâu thuẫn thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng bắt đầu khóc thương ai ngờ lúc này lão bắc và chị cáo đột nhiên tới thấy con dao đâm vào chân lão bắc tức giận không thể kiềm chế được tại chỗ đã kết thúc hôn nhân với đại phu nhân và đuổi cô ra khỏi nhà đại phu nhân lúc này cảm thấy không còn lối thoát đại phu nhân đến hang của pháp sư để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không thấy ai cả cô đói khát và tuyệt vọng ngồi khóc trên mặt đất đúng lúc đó pháp sư đột nhiên xuất hiện một cách lặng lẽ đại phu nhân nhanh chóng quỳ gối trước mặt pháp sư cầu xin sự giúp đỡ như thể đã nắm lấy cơ hội cuối cùng để sống sót vì vậy pháp sư đã cử người vào phòng của quý nữ vào giữa đêm và bắt cóc cô ấy cùng lúc đó chị cáo đột nhiên tỉnh giấc cô đến phòng của con gái và phát hiện ra con gái mình đã mất tích cô lập tức hiển thị hình dạng gốc của mình và bắt đầu theo dấu quý nữ được đưa vào hang của pháp sư và bị trói lên bàn thờ ở thời điểm quan trọng chị cáo đến kịp thời đại phu nhân vội vàng cản trở chị cáo trong cơn giận dữ chị cáo sắp tiêu diệt đại phu nhân đột nhiên quay đầu lại và phát hiện ra pháp sư một người mà cô đã từng tiêu diệt vẫn còn sống chính lúc chị cáo lơ là đại phu nhân lén lút cầm giao định sẽ tận dụng cơ hội để tiêu diệt chị cáo vào lúc quan trọng quý nữ đột nhiên giải thoát khỏi sợi dây và kịp thời đứng trước mặt chị cáo đại phu nhân phản ứng không kịp do đâm vào thân thể của quý nữ chị cáo trong cơn giận dữ đẩy mạnh đại phu nhân ra xa và ôm lấy quý nữ nhanh chóng rời khỏi hai mẹ con đến bên ngoài hang của pháp sư vì lo lắng cho sự an toàn của con gái chị cáo lập tức hiển thị hình dạng gốc của mình ôm con gái và bay đi vào xa xôi nhưng điều không ngờ tới là cảnh này đã bị đại phu nhân người đang theo đuổi chứng kiến tại thời điểm nguy cấp khi con gái của cô đang nguy kịch do thương tích nặng cô xuất hiện với đuôi chị cáo và miệng cô phun ra một viên nội đan màu xanh mờ sau đó cô từ từ chuyển nội đan vào trong cơ thể của quý nữ khi chị cáo mất đi nội đan và năng lực cô tạm thời trở thành một người phàm chính lúc này bầu trời đột nhiên phát ra tiếng sấm và gió lớn thổi mạnh quý nữ trong tình trạng hôn mê dần dần tỉnh lại như khi cô mở mắt và nhìn thấy chị cáo Quý nữ đột nhiên trở nên cực kỳ ghét bỏ chị cáo lo lắng nắm lấy đôi tay của con gái, hóa ra vì quý nữ bị thương nặng linh hồn của con gái chị cáo đã bị đuổi khỏi thân xác và hoàn toàn biến mất, linh hồn của quý nữ đã được định vị lại. Chị cáo đau đớn nhìn theo khi con gái chạy đi, cô đã mất đi con gái của mình mãi mãi từ giờ trở đi. Quý nữ trên đường gặp được lão Bắc và đại phu nhân, sau đó họ tìm thấy chị cáo đại phu nhân độc ác giả vờ nói rằng, chị cáo muốn giết chết quý nữ và muốn lão Bắc cũng giết chết chị cáo. Lúc này chị cáo đột nhiên ngất đi, lão Bắc sau đó ra lệnh cho người đưa chị cáo trở lại nhà và cử người tìm bác sĩ để chữa trị cho quý nữ nhưng kết quả chẩn đoán lại khiến đại phu nhân rất ngạc nhiên quý nữ từ đầu đến chân không có một vết thương nào trong khi đại phu nhân rõ ràng đã đâm một nhát dao vào bụng con gái khi nhớ lại cảnh mình thấy chị cáo đưa con gái đi đại phu nhân đã chắc chắn rằng chị cáo không phải là người vì vậy đại phu nhân đã tỏ ra tốt bụng khi cho bác sĩ đến chẩn đoán cho chị cáo với ý định sẽ dùng lời của bác sĩ để tiết lộ sự thật đúng như đại phu nhân đã dự đoán bác sĩ vừa chẩn đoán xong đã đột nhiên thay đổi sắc mặt và vội vã bỏ chạy ra khỏi cửa lão bắc và đại phu nhân theo đuổi bác sĩ tuyên bố rằng mạch của chị cáo không giống người bình thường đại phu nhân cố gắng dụ dỗ bác sĩ nói ra sự thực nên đã hỏi bác sĩ nói xong và rồi hoảng loạn bỏ đi lão bắc vào trong phòng đúng lúc chị cáo mở mắt ra mắt lóe sáng vàng lão bắc giật mình cả người run lên chị cáo ngồi dậy lão bắc nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ yếu đuối trước mặt mình vẫn không chịu tin rằng chị cáo không phải là người ông ôm chặt chị cáo vào lòng nhưng trong tâm trí cả hai người đều có ý định riêng của mình khi lão bắc trở về phòng làm việc anh lập tức điều tra nguồn gốc của chị cáo mặt khác đại phu nhân lại một lần nữa tìm đến người săn yêu để xin giúp đỡ người săn yêu đưa ra câu trả lời chị cáo đã mất hết nội đan và năng lượng giờ đây chỉ còn là một người phụ nữ yếu đuối đại phu nhân phải tiêu diệt chị cáo trước khi trăng tròn đêm nay vì vậy đại phu nhân đã cử người bắt chị cáo và đưa đến nhà để củi sau đó buộc cô phải uống máu của cáo chín đuôi sau khi đuổi hết người hầu ra khỏi nhà đại phu nhân muốn nhìn chị cáo chớt một cách yên lặng tuy nhiên đại phu nhân không bao giờ có thể tưởng tượng được trăng tròn trong bầu trời dần dần hiện lên ánh sáng trăng chiếu vào chị cáo và cô lập tức phục hồi pháp lực cuối cùng biến thành cửu vĩ yêu hồ và đại phu nhân chỉ một giây trước còn tự mãn và kiêu căng bây giờ đã sợ đến run rẩy không thể nói nên lời đại phu nhân vừa muốn mở miệng kêu cứu nhưng lại bị chị cáo nắm chặt miệng và mũi từ xưa tới nay phản diện chất vì nói quá nhiều chị cáo không còn lãng phí thời gian vừa sắp giết đại phu nhân thì từ ngoài cửa lại vang lên tiếng của quý nữ quý nữ mở cửa phòng đại phu nhân toàn thân đơ lại cố tình giữ vẻ bình tĩnh lệnh cho con gái nhanh chóng rời khỏi tại thời điểm này chị cáo từ sau lưng đại phu nhân xuất hiện lại đã biến trở lại hình dáng người quý nữ đột nhiên tiến lên và đẩy mạnh chị cáo ra tuy nhiên chị cáo nhìn vào quý nữ người từng được linh hồn con gái mình chiếm đóng và từ từ rơi lệ buồn bã đại phu nhân nắm bắt cơ hội vội vàng đưa quý nữ chạy trốn sau đó đại phu nhân lại một lần nữa tìm đến người săn yêu và từ người săn yêu đó cô đã giành lấy bột thuốc màu trắng chỉ cần rắc lên người của yêu quái sẽ làm lộ ra hình dạng thật của chúng ngày hôm sau bò trong nhà lão bắc đột nhiên chớt một cách bí ẩn quản gia phát hiện nhiều sợi lông của cáo chín đuôi xung quanh khu vực bò chớt vì thế đại phu nhân đã dùng lý do là có yêu quái làm phiền vì vậy cô đã lén lấy giấy tờ của đất đai và tìm đến quan quận để xin sự giúp đỡ anh ngờ lão bắc đột nhiên xuất hiện thấy giấy tờ đất đai trên bàn của quan quận lão bắc tưởng nhầm đó là bản ký hiệp khi bị thầy phù thủy ép buộc khi ông giết con gái của chị cáo vì vậy lão bắc đã đưa đại phu nhân trở lại nhà và tức giận hỏi rằng tại sao cô lại phản bội mình không ngờ đại phu nhân lại trách móc lão bắc cho rằng anh không nên đưa chị cáo về nhà nói xong cô đứng dậy lấy thanh kiếm của samurai bên cạnh và đưa cho lão bắc ép anh phải giết chị cáo tuy nhiên đại phu nhân chẳng bao giờ ngờ tới lão bắc đột nhiên rút thanh kiếm ra và đâm vào người mình tiếp theo lão bắc dường như bị quỷ nhập điên rồ và liên tục trách móc đại phu nhân đột nhiên một tiếng sấm nổ vang ngoài trời lão bắc giường như tỉnh lại ngay lập tức vứt thanh kiếm xuống và tiến lên kiểm tra vết thương của đại phu nhân lúc này chị cáo đột nhiên đến nhìn thấy tình hình và ngay lập tức nhắc nhở lão bắc đi tìm bác sĩ sau khi lão bắc ghi chị cáo tiến đến phía trước của đại phu nhân với khuôn mặt mỉm cười giây tiếp theo chị cáo đột nhiên hiện ra hình dạng gốc của mình bất chấp sự cầu xin của đại phu nhân một cái vuốt đã kết liễu người phụ nữ độc ác này ai ngờ con gái của đại phu nhân đột nhiên xuất hiện chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này quý nữ do quá sợ hãi mà ngất đi lúc này lão bắc đã quay trở lại nhưng chị cáo đã biến trở lại thành hình dạng người vì vậy chị cáo đưa quý nữ về phòng sau đó cùng lão bắc bọc xác của đại phu nhân vào chiếc nệm cỏ trong trời mưa đã mang đến bên bờ sông lão bắc vô tình chỉ vậy mà đã ném xác của đại phu nhân xuống sông ngày hôm sau khi quý nữ tỉnh lại và ngay lập tức tìm đến lão bắc nhưng khi thấy chị cáo cũng ở đó cô đột nhiên tiến lên và tát chị cáo một cái cô nói với lão bắc rằng chị cáo là một yêu quái không ngờ lão bắc hoàn toàn không tin lời của con gái mình và đã mắng mỏi quý nữ một trận đêm đó quý nữ tự mình khóc trong phòng nhưng chính lúc này ngọn nến trong phòng đột nhiên tắt tiếp theo đó hồn ma của đại phu nhân đột nhiên xuất hiện sau đó dẫn quý nữ đến trước mộ của con gái chị cáo cô giơ tay chỉ xuống xuất hiện cái chuông của con gái chị cáo ngày hôm sau quý nữ đứng trên cầu dùng tiếng chuông để thu hút chị cáo đến rồi sau đó ném cái chuông xuống sông chị cáo vội vàng nhảy xuống sông để nhặt chuông quý nữ chạy xuống dưới cầu ai ngờ lão bắc lại bị con gái mình gọi đến lén lút một lát sau chị cáo đã nhặt được chuông và hiện ra trên mặt nước đã biến thành cửu vĩ yêu hồ lão bắc nhìn chăm chú vào cảnh tượng này lúc này người hầu câm đến vội vàng hỏi thăm chị cáo ai ngờ khi chị cáo quay đầu lại cô đã thấy lão bắc và quý nữ đang chạy trốn cô biết rằng danh tính yêu quái của mình đã bị lộ vì vậy chị cáo vội vàng quay trở lại nhà của lão bắc lão bắc cầm dao và trốn sau cửa muốn đánh cho chị cáo một đòn chí mạng nhưng lão bắc lại không ngờ rằng tốc độ của chị cáo quá nhanh đến mức một đòn đánh đã trượt hụt cuộc chiến sắp bắt đầu chỉ trong vài đòn lão bắc đã bị chị cáo đánh ngã xuống đất vừa khi chị cáo chuẩn bị trả thù cho con gái của mình bên ngoài cửa lại đột nhiên có tiếng động hóa ra lão bắc đã sớm cho người của mình bắt giữ người hầu câm buộc chị cáo phải tự ra tay chị cáo người trọng tình trọng nghĩa đã từ bỏ việc phản kháng và bị lão bắc ra lệnh bắt giam ở xa quản gia nhìn thấy con trai mình bị bắt vội vàng chạy đến hang của người săn yêu đạt được bằng chứng về việc lão bắc giết người và không do dự phản bội lão bắc đưa bằng chứng cho quận lệnh một bên lão bắc đã giam chị cáo và người hầu câm trong kho củi ngay khi lão bắc giơ dao dài định sát hại người hầu câm trước quận lệnh đã đến kịp thời mang theo bằng chứng để bắt giữ lão bắc và đưa ông ta về để tra hỏi Hóa ra quận lệnh đã từ lâu âm mưu chiếm đoạt tài sản của dòng họ lão Bắc, để sống sót lão Bắc không có cách nào khác ngoài việc phải nộp hết toàn bộ gia sản. Khi lão Bắc trở về gia đình của mình, ngôi nhà ngày xưa huy hoàng giờ đã tan tác không còn gì, chỉ có quý nữ một mình đang chờ đợi lão Bắc cha và con gái liền ôm nhau và khóc. Để triệt tiêu hoàn toàn chị cáo lão Bắc một lần nữa tìm đến người săn yêu. Người săn yêu đã đưa cho lão Bắc một bộ đồ pháp, sau đó lão Bắc tìm đến chị cáo định giải quyết mọi chuyện một cách dứt điểm. Chỉ thấy chị cáo hiện nguyên hình và lao về phía lão Bắc ngay khi chị cáo ra tay với lão bắc bất ngờ cảm thấy yếu đuối lão bắc lúc này từ từ rút bộ đồ pháp từ trong lồng ngực sau đó không chút do dự đâm vào người chị cáo chính lúc lão bắc định sẽ chấm dứt cuộc đời của chị cáo không ngờ người hầu câm đột nhiên xuất hiện chặn lại một kiếm cho chị cáo lão bắc cảm thấy vô cùng tức giận vì sự phản bội của người hầu câm vậy là trước mặt chị cáo lão bắc đã kiếm sát hại người hầu câm sau đó lão bắc tiến về phía chị cáo định kết thúc mọi hận thù bất ngờ từ khắp nơi đột nhiên có tiếng hát vang lên tiếp theo đó hồn ma của con gái chị cáo xuất hiện ngay khi lão bắc hoảng loạn zeon hiện nguyên hình vào một đòn đâm thủng phần ngực của lão bắc lão bắc nằm trên mặt đất nắm lấy chị cáo cầu xin chị cáo ra tay với mình để chuộc tội vậy là chị cáo cũng không khoan nhượng triệt tiêu hoàn toàn lão bắc còn quý nữ lúc này đang lén lút ẩn nấp sau cây ở một nơi xa chứng kiến toàn bộ sự việc sau khi chị cáo rời đi quý nữ mới dám chạy tới ôm xác của lão bắc và khóc một cách tuyệt vọng ngày hôm sau người săn yêu đột nhiên đến gia đình của lão bắc tiến đến bên xác lão bắc sau đó lại bất ngờ rút ra lá gan của lão bắc để ăn chính lúc này chị cáo đột nhiên xuất hiện từ trong bình rượu đổ ra bột màu trắng một nắm bột màu trắng được đổ lên mặt người săn yêu và một sự kiện kỳ lạ xảy ra khuôn mặt của người săn yêu đột nhiên trở nên mờ nhạt và trong tích tắc khuôn mặt ấy biến thành một đống thịt máu không rõ ràng hóa ra người săn yêu là một yêu quái hàng trăm năm tuổi cách đây vài trăm năm người săn yêu bị mắc căn bệnh không thể chữa khỏi và để duy trì sự sống chỉ có cách ăn gan của con người độc ác người săn yêu cầu xin chị cáo giết chết mình nhưng chị cáo không làm vậy cô muốn người săn yêu tiếp tục chịu đựng sự đau khổ hàng trăm hàng nghìn năm nữa chị cáo rời khỏi gia đình của lão bắc không ngờ quý nữ đột nhiên xuất hiện quý nữ tuyên bố rằng mình là con gái của chị cáo chị cáo một cách phấn khích ôm chặt quý nữ một năm sau chị cáo đột nhiên mắc bệnh nặng quý nữ hàng ngày đều đun cháo và thuốc cho chị cáo uống một đêm quý nữ lén lút vào phòng của chị cáo và từ từ dơ rao lên đúng lúc này chị cáo đột nhiên tỉnh giấc quý nữ cuối cùng cũng lộ diện thật của mình thực ra cô không phải là zeon mà chỉ giả vờ là con gái của chị cáo để trả thù cho cha mẹ mình và trong suốt một năm qua quý nữ đã không ngừng cho chị cáo uống máu của cáo chín đuôi chính điều này khiến chị cáo bệnh tật kéo dài sau khi nói xong quý nữ giơ dao một nhát đâm vào cơ thể của chị cáo tuy nhiên điều bất ngờ là chị cáo không trách móc quý nữ bởi vì chị cáo từ đầu đã biết quý nữ không phải là con gái của mình chị cáo cũng biết rằng quý nữ đã luôn cho mình uống máu cáo chín đuôi và cũng đã dự đoán được ngày này sẽ đến tuy nhiên chị cáo không phô trương điều này bởi vì linh hồn của con gái mình từng tạm thời chiếm dụng cơ thể của quý nữ vì thế chị cáo luôn tự dối mình muốn giữ quý nữ ở bên cạnh cô ấy luôn tưởng tượng rằng có thể nuôi quý nữ lớn lên kết hôn và sinh con nhưng điều này cuối cùng chỉ là ảo tưởng của chị cáo Chị Cao đáng thương và tốt bụng này đã chấm dứt cuộc đời đầy bi thảm của mình. Linh hồn của cô đến một khu rừng trúc và đột nhiên tiếng con gái cô vang lên từ phía sau. Chị Cao cuối cùng cũng đã gặp lại con gái mình trong một thế giới khác. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.